chị chắc cái cặp băng Matinho. Chị chắc cặp băng tên tên là Matinho. Xin chào các bạn nữa. Hôm nay Văn Thoại Lango có đến thăm bản của anh Phong và mang đến cho anh Phong mấy cái ổi giống ổi của bên Ba Lan các bạn ạ. Ổi ghép Ba Lan và ít chanh đào. Esse conta số dessa na conta quanto cabeça de animal. Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tô Đức Phong Cuộc Sống Châu Phi ngày hôm nay. Hôm nay là anh Văn Toàn Ango, là hôm nay anh xuống đây là anh ấy sẽ tặng hai gia đình ở xóm suối mình một ít cây chanh và một ít cây ổi. Thì hiện tại là chanh chỗ này bao nhiêu cây anh nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cây chanh. Thì sau này chỗ cây chanh này sẽ mình sẽ trồng lên trên nhà của các bạn ấy. Tại vì là đất là thuộc quyền sở hữu của các bạn rồi. Thì qua đây hôm nay thì mình cũng gửi đến cảm ơn anh Toàn. Vâng, anh Toàn Ango, tên là anh là Văn Toàn Ango. Mọi người qua kênh của anh ấy xem là anh ấy cũng là một người thành đạt ở bên Angola này. Và hiện tại là anh ấy cũng rất là quý hai người ở xóm suối mình, là anh ấy qua đây anh giúp đỡ. Trước mắt là hôm nay anh sẽ tặng chanh và ổi, còn sau này là anh ấy sẽ giúp rất là nhiều người dân ở Angola. Xin chào tất cả mọi người nhá. Anh có vâng, anh có muốn nói gì không? Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng người dân của các bản làng đang rất là nghèo khó. Khi mình có một chút, mình nên dùng những kiến thức, kinh nghiệm cũng để truyền lại cho dân bản ấy, thì đấy điều rất tuyệt vời mà tôi muốn mang đến, mong muốn mang đến cho dân bản làng. Còn hôm nay là thời tiết nó chưa mưa nên là toàn bộ cây cối này là mình sẽ chuyển về nhà mình cất, tại vì là gia đình nhà các bạn ấy là không có sân, nó không được kín đáo, để ra ngoài sợ nó mất mát nên là mình sẽ chuyển về nhà mình đã. Sau khi mà trời mưa xuống thì mình sẽ cầm lên trên nhà các bạn ấy, mình sẽ trồng trên đấy. Escovi tira vai la na du ai pranta. Ở đây thì hôm nay là anh cũng cầm cả rau muống xuống, là mình tí nữa mình sẽ mang ra kia mình cấy. Chú cấy cái này cắt từng khúc ra nhé, cho anh em cắt từng khúc. Vâng, ra. Em biết rồi. Esse Marcelo vai plantar aqui. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn Masininu ra đây để cấy cái chỗ này. Chỗ này thì rau là trước là bạn Gia là bạn cấy rồi, hôm nay là bạn Masininu sẽ cấy rau muống đây. Vai planta lá em cima, o primeiro cotá curto 20 cm. Ok. Entendeu? Sim, entendi. Ok. Planta. Só assim. Planta 20 cm, ou 20 cm. Uma mão. Sim. Mão aberto. Assim bom. Ok. Bem, vamos plantar lá para as 15 horas. Estaremos carregando pouco de terra aí. Não, você pode plantar na água aqui em cima, tem fã. Água? Na água? Sim. Ele mora com água. Ah, tá bom. Sim. Esse dia aqui com dia você vê. Cortar assim. Já entendi, ok. Sim. Já conhece. Sim. Bạn ấy cũng đã biết cách cấy rồi, mình không phải hướng dẫn nữa mà các bạn sẽ tự cấy ở đây để sau này người dân lại tiếp tục được thưởng thức món rau muống xào. Oi, vê a katana. Nếu mà nhiều nước quá là tát đi. Vâng, toàn bộ là em sẽ để như vậy thôi, nước nó sẽ đầy và nó tự khắc nó sẽ rất là ok. Hiện tại là bạn Masenu là bạn ấy biết cách rồi. À, chính tỏ là ngày xưa là chắc là bạn cũng ăn, mình sẽ hỏi xem là bạn ngày xưa bạn qua không. À, esse antes de dia você lá comer. Não conhece? Aquele que estava ali em cima. Não. Outro. Não, Yuan. Esse você já comer? Não, ainda não. Né? Cái này làm sao bên này, bên rau muống là cái gì? Anh ở đây là anh làm việc là cũng rất là lâu rồi, thì anh ở bên Angola anh cũng đã biết được người dân là không biết ăn rau muống. Không biết ăn rau muống. Mình đang dạy dần.
mình là phải hướng dẫn dần người ta ăn. Ăn rau muống thì nó rất là nhiều vitamin nhé, vitamin sắt rất là nhiều, rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài kia đừng phải dạy nó cách ăn món rau muống xào tỏi. Rau muống xào tỏi thì em cũng làm một lần rồi cho các bạn ăn thử và các bạn ấy cũng thấy ăn rất là ngon. Nhưng mà người dân đây cái cọng ấy là họ dai, họ sẽ nhè cọng chỉ ăn lá thôi. Thì hôm nay là bạn Marcelo lại được tiếp tục cấy rau muống. Còn toàn bộ chanh thì mình sẽ chuyển về nhà của mình để, vì là mình để nhà thì nó sẽ an toàn, mình tưới tắm được. Ở đây thì các bạn ấy chưa có chỗ để. Bên này mọi thứ đều ngược nha, rau là cắt cái gì họ toàn cắt ngược từ dưới lên trên. Vâng. Bên nào mình cắt từ trên dưới, cắt toàn ngược từ dưới lên trên. À, là người ta bảo là toàn bộ các thứ người ta cắt gọt là biểu lộ cái tình cảm, nghĩa là cái gì người ta cũng đưa vào lòng. Còn người Việt mình lại cắt là đưa ra ngoài. Đấy, đưa ra ngoài. Bất cứ cái gọt trái cây họ cứ để cái dao ở dưới, trái vâng. cây ở trên. Này cũng có ý nghĩa cả đấy. Mình toàn xuôi. Người châu Á mình là thường là người Việt mình là cắt là nó sẽ chém xuống gọt đi ra hướng ngoài. Còn đây là người ta gọt tất cả thứ người ta đưa vào lòng mình. Vai paranta, asin so si. À, bây giờ mọi người sẽ xem nào. Bạn Masinu, bạn ấy sẽ trồng rau muống như nào. Aki okimei đúng á. Akiso, Akiparana. Bạn cũng rất cẩn thận, bạn đi cả ủng ấy. Chỗ dưới này là ngày xưa là các bạn ấy cũng đã cho cỏ ăn rồi. Paraiso. Aki. Si. Depois passa atrás. Volta atrás. Cabeça. Cabeça vai lá em cima. P vai lá embaixo no QC. Ok. Depois nino sai o banho. Assim pelo menos, Tony Fan. Junto mais pouco. Mày đi xinh bông. Nên đẹp nữa là khác. À, cả bây giờ thả các bạn ấy mà thả xuống nước thôi thì cũng lên rất là đẹp rồi. Ok. Cono muito. Te carne com água, depois cono pé bom. Não levanta bom. Mas não, você falar como? Plantar assim, falar como? Plantar tipo batata. Batata? Sim. Ok. Bây giờ càng ngày là bạn Masinu bạn cũng đã học hỏi kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Bạn ấy bây giờ thành thợ giỏi rồi, trồng cấy. Bạn ấy đào đất bằng tay rồi bạn. Bạn đang đào đất xuống xong bạn mới đưa cái cây rau muống xuống. Bạn đang nhìn xem là cái đầu của cái rau muống nó quay lên trên không, thì là quay ngược thì sau này nó sẽ ảnh hưởng, nó không lên được. Rau cần của các bạn hôm nay là cũng rất là tốt rồi. Vâng, hiện tại thì bây giờ anh Toàn anh ấy sẽ phải về nhà rồi và cũng chào mọi người dân bản đây. Xin chào các bạn nhá. Vâng, bye bye mọi người, bye bye mọi người. À, canh đi cẩn thận nhé. Rồi rồi, cảm ơn bạn. À. Anh Văn Toàn Ango thì anh cũng là bên Angola rất là lâu năm rồi, anh cũng ở đây phải được chục năm rồi và anh cũng rất là ổn định về công việc. Hiện tại là anh ấy thấy mọi người ở đây, anh ấy rất là quý hai người ở bản dân đây, nên là anh ấy cũng đã xem video của mình rất nhiều và anh ấy quý và anh ấy cũng đã
rất kính mến hai gia đình ở trên bản mình đang giúp đỡ. Anh qua đây và hôm nay anh có chút quà là anh mua chanh ở trên Vân Đa các bạn nhé. Rất là xa xôi, đi tận 250 cây anh cầm đây và gửi tặng hai gia đình ở hai xóm suối mình. Còn hiện tại thì các anh bây giờ phải về rồi và mọi người cho mình được kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Video của mình đến đây kết thúc, hẹn mọi người video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh của Tô Đức Phong Cuộc Sống Châu Phi ngày hôm nay. Đấy, các cháu bây giờ anh ấy về rồi, mọi người là cũng vẫn đang luyến tiếc à. Các cháu là vẫn đang luyến tiếc, rất là buồn. Lần nào anh ấy vào đây thì là cũng như khán giả bảo là tại sao anh vào mà không quà, tại vì là mình không quay mà các anh ấy vào là mình cũng rất là bất ngờ nên là mình không quay được. Là các anh ấy vào cũng đã có quà cho các cháu ở dân bản đây, lần nào vào cũng có quà.